Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Picon và hôm nay mình sẽ chơi game Candy Crush Saga. Hôm nay mình sẽ chơi phần Deadly White Plants. Đọc chuẩn không thì không rõ nhưng mà theo mình đọc là như thế. Nghĩa là gì thì mình cũng không biết. Thôi bắt đầu luôn. Mình khá là dở tiếng Anh. Dở tiếng Anh, ok. Ok, go luôn. Yali à. Yali thì mình chơi không có tốt lắm. Nhưng mà nếu 4 màu kèo thì ok. Ok. Câu vị khá dễ. No. Ok. Yes, sắp thắng rồi. Wow. Ok, next level. Khá dễ với 4 màu kẹo. Ba sao chứ, ok, 3 sao rồi. Có vẻ đây sẽ một câu chuyện dài. Ok. Có gì trong hộp nào? Hai cục vàng Nani. Ok, next level. 337. Mới vào mà sao siêu khó sớm vậy? Kiểu này ai chơi định mệnh. Ok, nhưng mà đỡ một cái là 4 màu kẹo. Ok, xuống rồi. Ngu rồi. Mình hiểu vì sao nó khó rồi đấy. Nó thuộc hàng siêu khó rồi đấy. Mười một move. Rồi, một cái đầu tiên. Mình phải giải thoát cho cái này nữa chứ. Thôi nổ đi. Ok, có rồi kìa. No, mất luôn. Mới có mà. Ok, cứu được rồi. Yes, 4 lượt. What? Một lượt. À, quy vô cực cũng không thắng được. Ok, trở lại. Please, lần này. Nó bên này không à?
Ok. Con vị cam. Nổ. Ba luôn. Chín lượt. Tám. Bảy sáu. Còn sáu. Ok, xuống được rồi. Nhưng mà cũng khó thắng. Một lượt còn lại hết rồi, đúng là siêu khó thật. Ok rồi trai. Lần này là ở bên này à. No more move. No more move lẹ. Dịch thế là không no more move à. Ok. Rồi nổ. Có cả lá bom kìa. 10 lượt. Quay. Nổ. Rồi, bay luôn cả lá bom. Bay luôn đi. Please. Oi. Rồi. Cũng không thể làm mất được. Cầu là bom kìa. Ba lượt còn lại. Được chưa? Rồi nổ. Vẫn thua. Cứ tưởng là có thể lật ngược tình thế chứ. Ok rồi trai. Please lần này. Wow. Hey. Rồi, con là bò, đi. Còn 11 lượt. Chín lượt. Nổ luôn đi. Bảy lượt còn lại.
5 lượt còn lại. 4 3 2 hết. Hết rồi. No. Ok. Retry lần cuối nè. Lần này dùng boss. Ui. Nổ. Mày. Rồi, có cơ hội rồi, nổ. Please. Quay. Khá là khó xuống 6 lượt. Please. 4 lượt còn lại. Hai lượt, ba lượt chứ, hai lượt, một lượt còn lại. Vẫn không thể thắng. Màn này có vẻ khó quá đối với mình, nhưng mà mình sẽ qua sớm thôi. Các bạn hãy chờ ở những video tiếp theo, chắc chắn là mình sẽ qua được cái màn này. Ok. Mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thích series này của mình thì hãy để lại một like, một share. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình. Bye bye.